trong đôi mắt em. Nhìn thật lâu nét môi anh cười, lại gần em trao chiếc hôn. You are my last song forever. Dẫu là mơ anh xin mãi mơ, ở nơi ấy sẽ luôn đong đầy những tình yêu ta dành cho nhau. Hả? Mất rồi. Cái gì? Hả? Mất tiêu rồi. Mà mất cái gì? Rồi, được rồi, em hiểu rồi rồi. Thằng Ben nó mất cái bóp. Ben mất cái bóp. Mà mất luôn người rồi. Là sao? Là sao? Không biết nữa, tụi ba ngày nay đi đâu, không có về nhà, không có nói, gọi điện thoại cũng không liên lạc được nữa, mất tiêu rồi. Trời ơi. Ơi. Thằng Ben mất tích. Khủng khiếp quá. Tự nhiên Ben lại biến mất trong 3 ngày. Chú chị hiểu rồi. Có khi nào nhan sắc em tệ hơn một cô gái khác, cho nên Ben đã lặng lặng rời xa em. Đúng rồi chị Ben. Chị nói cái gì vậy? Hả? Đúng rồi. Em đối xử tốt với Ben như vậy, em đã dùng hết tất cả những gì em có thể để em bù đắp về nhan sắc của em. Mà bây giờ Ben cũng bỏ em nữa hả? Ben mà theo một cô gái khác. Không được đâu, Ben mà theo một cô gái khác là em sẽ chết đó. Em không sống nổi đâu. Em bình tĩnh đi, thì bây giờ có người tốt hơn thì nó bỏ theo gái là đúng rồi. Anh nói cái gì vậy hả? Thôi mà bây giờ nếu mà cái giả thuyết một đó không được thì bây giờ mình tính cái giả thuyết hai. Hay là có khi nào Ben thiếu nợ cho nên Ben trốn nợ. Đúng không? Trốn nợ thì làm sao mà trả lời điện thoại được. Chắc chắn luôn, bị giang hồ dí cho nên nó bỏ trốn đó. Ben thiếu nợ Ben không nói, em đi mượn nợ em trả cho Ben. Tự nhiên cái Ben bị giang hồ dí rồi, lỡ giang hồ làm gì Ben? Giang hồ mà làm cái gì Ben là em cũng không sống nổi rồi, cũng chết đó. Trời ơi em khùng quá à, bây giờ bình tĩnh đi. Hay là nó có chuyện gì đó buồn, nó đi ra cầu nó tự tử rồi. Hả? Bây giờ em phải về phòng trọ, em kiếm coi nó có viết thư lại chăn chối nó cái gì với em không? Anh có cái gì buồn là anh phải nói với em chứ. Có gì em chia sẻ cho anh. Em có sai thì anh chửi em nè. Tự nhiên anh đi tự tử. Trời ơi, anh phải tự tử. Anh mà nhảy xong anh tự tử là em cũng chết. Nó theo đường nào em cũng chết anh vậy. Thôi, thiên tình luôn á, cái gì mà cứ thẩm rối lên hết á. Bình tĩnh đi, đừng có khóc. Chị hiểu, chị sẽ chia sẻ. Tiệm đang vắng khách nè ha, hai đứa tranh thủ á dẫn nhau đi kiếm Ben đi, xong rồi mới quay lại điện thôi. Có khách mình chị làm không kịp đó, đi lẹ đi. Đúng rồi, đi kiếm Ben đi kiếm Ben giùm em đi chứ. Chị Tiền rảnh không, đi kiếm Ben giùm em luôn đi. Thôi được rồi, để cho chị Tiền ở lại coi tiệm đi. Đúng rồi, chị ở lại coi tiệm đi kiếm Ben với em đi. Trời ơi, tình yêu gì mà rối quá à. Lại ơi. Hả? Gì con kiếm được Ben từ từ anh nghỉ mệt đó. Trời ơi, không có kiếm được thằng Ben. Cái gì? Anh quay về đây hỏi em á là thằng Ben nó có viết thư tuyệt mệnh cho em không? Kiếm được chưa? Không có cái gì hết á. Nhưng mà Duy à, em nghĩ á là Ben thương em lắm, Ben không có bỏ em lại trên cuối đời này đâu Duy. Trời ơi, nhưng mà em phải nghĩ á là nó sẽ viết lại di chúc cho em chứ, để còn biết nó chết ở đâu mình tới tìm nữa. Cái gì? Viết lại di chúc để mình biết là nó chết ở đâu, hiểu không? Nè Duy, bình tĩnh. Anh đừng có rối lên như vậy rồi suy nghĩ tào lao. Ben không có bất cứ của cải gì hết, chỉ có cái thân cái mình vậy thôi. Ben mà có chết thì cũng không có cái gì để lại cho em mà phải viết di chúc nha. Cái đó người ta gọi là thư tuyệt mệnh. Đúng rồi. Thì ít nhất nó phải có thư tuyệt mệnh là nó nhảy ở cái cây cầu nào rồi nó trôi đi đâu thì mình còn biết, mình vớt xác nó lên chứ. Mà bây giờ không có nè. Cái gì nhớ ra rồi đúng không? Nhớ rồi. Nó ở đâu, nó trốn đâu? Không phải nhớ chỗ trốn của Ben. Chứ sao, em nói nhanh đi. Mà em nhớ là Ben biết bơi. Ủa, thằng Ben biết bơi hả? Mà những người biết bơi thì không thể nào chết bằng đường thủy được. Họ chỉ chết bằng đường bộ thôi. Em biết là sáng giờ anh bỏ việc, anh chạy biết bao nhiêu cây cầu anh kiếm xác nó không? Không biết đâu. Rồi giờ sao? Bây giờ anh giúp em thêm một lần nữa thôi nha. Bây giờ sẽ đi kiếm thằng Ben, rồi anh còn chạy về phụ cậu Khôi nữa. Em cứ ở nhà kiếm đi, biết đâu có thư tuyệt mệnh nói là cái gì sao. Còn anh đi đó. Ông bà Duy. Cái gì nữa? Cái gì nè? Sao Duy? Ê, cái ánh mắt của em. Ê, nhà Duy. Không có nhà, không có ai anh nè, đừng. Cái gì vậy? Anh không có gì với em nha, em đừng có biết thằng Ben khùng hả. Chứ tào lao không à. Ý em muốn nói á là em cảm ơn Duy nha. Trời ơi, bị đặt cho hôm nay tình cảm với tôi nữa kìa. Em trời. Không ngờ mỗi lần á Ben đối xử với anh tệ như vậy, mà khi mà gặp chuyện á anh cũng giúp đỡ tụi em nữa. Trời ơi, lâu lắm rồi anh mới thấy em dễ thương được như vậy đó. Thôi được rồi,
anh đi đây. Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, biết rồi, biết rồi. Mày, mày làm gì vậy hả? Không thấy nó đánh anh hả? Có sao không hả? Hả? Mà đi đâu mấy bữa nay không nói cho tôi biết chưa giờ hả? Ben! Duy, anh về tiệm đi Duy. Anh về tiệm trước đi, đi mày coi chừng tao đó. Đi mà đi. Ben! Đi dạ. Đâu mấy bữa nay không nói gì tôi biết chưa vậy? Về chưa gì chân cái nhào vô đánh nhau ghen tuông nữa. Lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ hàng học. Còn nó thì nói chuyện ngọt như mía lùi vậy đó. Hồi nào? Tính mắt tôi thấy chứ còn gì nữa, còn nắm tay nhau nữa chứ. Không có, cái này là tình cảm anh em bình thường chứ bộ. Tình cảm anh em bình thường mà nắm tay nhau vậy hả? Mà gì vậy? Bộ đi mấy ngày nó không có tắm hả? Người hôi như cú vậy á. Đi vô tắm đi, vô tắm rửa đi, mệt quá kiếm chuyện hoài à. Em đi về tiệm làm đó. Bỏ tiệm sáng giờ thế nào cũng khôi cũng la hả? Em đi nha. Tuyền. Dạ. Mấy đứa nhỏ ở đâu sao anh không thấy vậy? Kìa. Cậu. Ủa, nè. Đi đâu về vậy? Đang làm việc mà đi đâu vậy? Cậu. Dạ, con xin lỗi cậu. Tại lại nè. Bực mình là tự nhiên buổi sáng nay kêu là thằng Ben có chuyện gì đó, đi kiếm Ben giúp nó. Cho nên nó con mới đi kiếm Ben giúp nó, ai ngờ bây giờ có chuyện luôn rồi cậu. Ben đi đâu 3 ngày nay con không về nhà, con mới kêu Nhi đi kiếm giùm. Mà hồi nãy con xin về tiền của chú bộ. Dạ đúng rồi đó anh. Có xin phép em, với lại em thấy anh lại khóc dữ quá em xót ruột cho nên em cho đi. Tiệm thì cũng ít người cho nên em không có nhớ để em nói với anh luôn á. Thôi giờ mọi người về rồi, đồng tụ rồi nha. Ở đây đi, để chị vô chị kho cá cho anh. Dạ. Trời Lai. Dạ. Thằng Ben đi đâu 3 ngày mà để con sất bất sang bang đi tìm vậy hả? Ai kìa. Ê, nè, cái gì vậy? Nè, mấy đứa, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Muốn làm cái gì trong tiệm của cậu thì phải biết là còn có cậu ở đây nha. Coi nó đó, nói với lại trong nhà tình tứ với nhau kìa. Cái gì mày nói gì tình tứ, làm gì mà tình tứ hả? Trời ơi, ghen tuông hoài mệt quá à. Cậu coi, cậu giúp con giải quyết cái chuyện này coi. Rồi, bây giờ bình tĩnh, cả ba đứa bình tĩnh nghe con hỏi nè. Trước mắt là con đó, con đi đâu cả mấy ngày nay để anh lại đi kiếm gì hả? Con đi cày cậu. Cày cái gì? Dạ đi cày game. Dạo này có event lớn lắm cậu. Thắng mà thắng đậm cái là trời trúng lớn luôn á cậu. Thấy chưa? Cậu biết ngay mà. Suốt ngày á cắm đầu cắm mặt vô game. Con nhắm á là con đòi sống ra ngoài một mình. Rồi con tự lập được không? Con có lo cho bản thân con được không? Lo cho người yêu của mình được không? Hay là suốt ngày để cho nó lo cho con hoài vậy? Con lo vậy đó. Mà còn không biết thương con nữa. Suốt ngày ghen tuông hoài. Thì tại vì không ghen sao được, nó đẹp trai hơn tôi mà. Nói gì vậy? Trong lòng tôi là bạn mấy bạn nào nhất đó. Quan trọng á là con phải biết con lại nó yêu ai, nó thương ai. Hay là suốt ngày cắm mặt cắm mũi vô mấy cái game rồi giờ không thấy đường thấy xá gì hết, đúng không? Cậu ơi, tình yêu mà mù quáng lắm. Đúng rồi đó cậu, anh Duy nói đúng á. Trong tình yêu là mù quáng lắm, mỗi lần con yêu là con bị mù, con không thấy được gì hết trơn á. Còn Ben nữa. Gì? Ben thương game hay thương tôi vậy hả? Thì thương lại. Thương tôi mà đi 3 ngày. Rồi đi 3 ngày, ngồi cắm đầu vô cái máy đó 3 ngày. Rồi không ăn uống gì hết. Trời đất ơi. Rồi lỡ đau bao tử rồi lỡ bị cái gì rồi sao hả? Hả? Thì ống nhôm nè, ống nhôm quá hả? Trời ơi, tại sao vậy hả? Tại sao cắm đầu vô nó 3 ngày rồi nhịn đói vậy hả? Lại. Bây giờ là con đó. Dạ. Con kiếm tiền dễ lắm hả? Con đi gội đầu cho khách dễ lắm hả? Đồng tiền mình kiếm ra phải biết trân trọng, phải biết quý nó. Con nhắm con lo được cho bản thân con chưa mà suốt ngày lo cho nó. Nó đi cả 3 ngày không nói với con tiếng nào. Tưởng sao, quay lại hỏi có đau bao tử không, có đói không? Vậy đó hả? Yêu mà cậu. Yêu cái gì? Làm ơn tỉnh táo một chút. Thằng Ben, chờ cậu. Gì ra đây. Gì vậy cậu? Nè. Có nhớ không? Giấy cam kết. Tôi suốt đời sẽ yêu thương và sống có trách nhiệm với lại. Sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao không được? Tôi đưa lên phường nha. Đi lên phường, theo tôi đi lên phường. Dạ thôi cậu ơi, đừng có dẫn con lên phường cậu ơi. Dạo này mấy ảnh bận dẹp lòng lề đường lắm cậu. Đừng có dẫn con lên phường. Thôi, tha cho con đi cậu. Biết lỗi chưa? Dạ con biết rồi. Xin lỗi cậu. Dạ. Xin lỗi cậu. Dạ xin lỗi cậu. Xin lỗi tôi làm chi? Ủa, cậu kêu con xin lỗi. Tôi kêu đại gì cũng nghe hả? Xin lỗi con lại kìa. Nó đi tìm con mấy ngày đó.
lỗi lại, tôi cũng giận tôi nữa. Chưa hết. Xin lỗi Duy, nó giúp con lại đi tìm con đó. Đúng rồi. Xin lỗi. Bây giờ là không có cần xin lỗi nữa. Bây giờ tôi muốn viết bản cam kết đi. Bây giờ viết bản cam kết là từ nay không có ghen tôi với Lài nữa. Rồi sau này nếu mà có ghen á, tôi mang cái này lên phường cho phường nhốt luôn đi. Bộ con tưởng mình đem giấy lên phường chịu hả? Trời, câu hù nó thôi. Làm quê đi đó. Viết bản cam kết đi đó. We'll be right back.